À, đây là cổng chính để chúng ta có thể đi vào đối với ô tô, và cổng phụ thì bên cạnh chúng ta sẽ gửi xe máy. Sau đó các anh chị sẽ vào quầy bán vé. Ở đây thì vé chỉ là 20.000 đồng cho một người, đối với người Việt Nam thôi, còn người nước ngoài thì giá nó sẽ cao hơn, hình như là 101 hay 102 gì đó. Và nếu chúng ta sử dụng dịch vụ hướng dẫn thì sẽ cộng thêm 90.000 đồng cho một nhóm người. Đây, chúng ta sẽ check in vé các anh chị nha. Vô là phải xem phim các anh chị. Hai anh em là bao rạp luôn. Hỏi cả người cũng được, em tự đi cũng được. Ở đây là bắt buộc phải có người dẫn anh chị ơi, không được tự đi anh chị. Ủa sao nó không cho mình ghép tour mình đi luôn ta? Nó không chịu thôi, để nó không chịu mà. Vì lý do an toàn chúng ta phải đeo khẩu trang anh chị. Mẫn đeo khẩu trang vô đẹp liền ha. Đó bạn gái bên này này, bạn yêu cầu này. Một trong vũ khí trong chiến tranh du kích. Đây thì có một cái lối ha, cửa hầm ra vào hệ thống địa đạo. Bên dưới là 250 km. Lên xe thì xe được ngụy trang rất là kỹ. Người cuối cùng trong nhóm này được bàn giao nhiệm vụ là tự mình ngụy trang nắp hầm bên trên. Đây là một trong hệ thống chiến hào. Khi trường hợp khẩn cấp thì du kích sẽ rút dưới hệ thống địa đạo, rút xuống bên dưới ha. Thì khi rút xuống bên dưới có rất nhiều hướng cho mình di chuyển ha. Nhưng mà có một cái hướng này đã di chuyển thẳng ra sông Sài Gòn, địa đạo đào thông ra sông Sài Gòn, cách đây khoảng 1 cây số. Tiếp mình đây là một trong những cái lỗ thông hơi ha, để đưa không khí vô bên trong địa đạo. Thì bên trên mình xem thì du kích của chi mình ngụy trang rất là kỹ ha. Cái đánh đồng hồ đối phương thì do lúc bây giờ trên chiến trường này rất nhiều những cái vụ mối, cái tỏ mối á, cho nên là khi mình ngụy trang thì du kích mình sẽ ngụy trang giống cái địa hình vật xung quanh, có ngụy trang giống như tỏ mối để đánh ngừa đối phương. Cái dùng của chi đây là xe tăng hàng nhẹ M41 nặng 23,5 tấn. Năm 1970 lúc bây giờ căn rừng cây cối nó phá hủy hết rồi thì nó càn vô. Du kích của chi mình chế tạo cái mình chống tăng, mình gạt á, mình bố trí rất nhiều, trường khi mà nó càn vô thì cái sức đè lên cái mìn á thì nó phát nổ thôi. Đức sức không di chuyển, nó nằm tại vị trí này năm 1970. Phía trước bên đây là nhà trưng bày vũ khí tự tạo ha. Ngoài những hầm trong làm bằng cái tầm dông á, thì du kích còn sử dụng sắt ha, hầm trong sắt, cấu tạo 40 trong như thò, ống lao đầm trong tụt. Khi một đối phương rớt xuống bên dưới, một ai đó rớt xuống một cái nách và hông, sát thương từ chân đến đầu luôn, cuốn toàn thân xuống bên dưới ha. Rồi rớt xuống nhanh chóng gập. Cái trong này trong hoa trong phần đất, cái trong này trong gốc rất thẳng như trước này. Do mình chế tạo hai phần rồi đó, đỡ là phần trên phần dưới tốc độ đang rớt xuống quán tính ngược lại. Các anh chị đang nghe đó là tiếng súng, và đây người ta có thể sử dụng dịch vụ bán súng thật các ta. Chúng ta phải mua đạn của chúng ta có thể sử dụng ở đây được. Ví dụ đây các chị thấy này, họ bán là 60.000 đồng một viên, 55.000 đồng một viên, tùy theo loại súng. Có cái bản thị trường chúng ta bắn vào đây. Đây khu bán đồ lưu niệm. Chuyện là bánh tráng rồi bạn ơi. Rồi trong đây nhà tráng bánh nó liệu ha. Phục vụ nó nấu rượu không? Dạ. Sử dụng cụ phục vụ sản xuất. Hồi xưa mà đi chiến tranh của nó uống rượu nữa hả? Cái này là người truyền thống, người dân mà. À, người dân làm á. Thứ là bộ đội. Đây là hầm máy quân trang các chị. Ở phía trước này đây là đôi giáp râu ha, trong chiến tranh.
phép mang thịt làm cái vỏ xe tái sử dụng. Tao bò đi được trời. Đây còn đây nữa. Rồi đi tiếp nha mấy bạn ơi. Rồi đi trước đây nè. Ok. Let's go. Rồi tới đây là đi lên 20 mét này. Mình có muốn đi lên hay đi nữa. Đâu? Đây là 20 mét nữa hả? Đây là 2 mét đường đi lên đó. Dạ. Yeah. Let's go, tiếp đi. Vô luôn. Mình có hai sự lựa chọn là một là đi lên, hai đi tiếp. Anh kia anh nhỏ quá, anh chạy thiệt nhanh luôn. Sâu dưới đất này. Sâu quá. Ở sự lựa chọn thứ hai là nhóm mình đã không thể đi tiếp rồi. Mệt quá. Từ từ. Không có bao lâu. Lăn lên vào đất thì được. Ừ. Chứ ngồi chầm hổm, ngồi chầm hổm này vừa đi. Hôm nay anh nói. Không vừa nổi. Bỏ ba lô ở trên. Hầm Quân Y ha, đây hầm Quốc Hương á, là nhà trọ nữa các bạn. Người ta hay về đây là để cơm máu, cướp bằng cầm. Đây gì món đặc sản của chị. Sau khi mà các bốt đi đánh trận xong về là sẽ được bơm mana bằng cách là mì chấm với lại muối vừng hả? Bơm mana như các bạn. Để mình thử cho các bạn xem nha. Ok, xem đây, thử đây. Đây. Củ mì. Chấm nè. Nó rớt luôn các bạn ơi. Ừ. Chết chết, chỗ này chết chết, nó bụng quá. Nói chung là mình mới chui được có 40 mét thôi à. Mà nó đã như vậy rồi. Người ta từ xưa ta chui cả cây số hay sao không? Vừa trên vừa dưới nữa. Chết, mình giờ thua rồi. Giặt tới thì mình giờ thua rồi. Mình về bơm nama gì rồi. Ê, anh Dũng là người đã hướng dẫn hai anh em mình đi cái tour tham quan địa đạo Củ Chi. Còn thằng Âu này nó ăn ghê lắm mày mọi người. Còn miếng cuối cùng nó quất luôn. Ở đây nó rộng lắm anh chị, cho mình để đi một vài cái địa điểm nổi bật tham quan xung quanh đó còn. Để đi hết khu rất chỉ là rộng. Ở đây là nhà vệ sinh là miễn phí nha, không thu tiền nha. Nhà nghỉ ngơi, trú mưa. Dạ. Dạ, em cảm ơn. Sức khỏe, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, rồi cảm ơn anh. À, anh Dũng đã kết thúc một cái chu trình khép kín đó là gì? Đón khách, dẫn khách, trả khách.
hoặc là một cái vết đạn bắn. Chị thấy vết đạn không ạ? Đã cống hiến cho địa đạo Củ Chi, mình sẽ đi vào chánh điện. Anh em mình đi giờ này giờ thiên lắm đó chị. Cũng có cái hay của nó nhưng mà hình như đóng cửa không vô trong được rồi. Thúi hẻo luôn. What? Ok. Tất cả đều đóng. Mở cửa các anh chị.